Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cái phép nhân với số 11 thì có một cách nhân rất nhanh mà ít người biết đến như sau. Cách nhân rất tuyệt vời các bạn nhé. Đây lấy 33 nhân 11. Đấy, thì cách làm đó là dừng nguyên số 3. Đây. 3 dừng nguyên số 3. Còn cái số ở giữa này chính là tổng hai chữ số này lại cộng lại. Cộng hai chữ số này chính là số 6. Vậy kết quả đây là 336 các bạn nhé. Tương tự như vậy ta sẽ có 44 nhân 11. Đây, 44 nhân 11. Thì kết quả là dừng nguyên số 4 có số ở giữa là tổng hai số này. Số 4. Tổng hai số ở giữa là bao nhiêu? Là 8, với kết quả là 484 các bạn nhé. Tiếp tục ta lấy số 55 nhân 11 thì sao? Đây. 55 nhân 11 thì hai cái số hai bên, số 5 ta dừng nguyên. Đấy. Đấy. Số 6 đáng lẽ số 5 này, cộng hai số này là 10 thêm một đơn vị là 60 các bạn nhé. Đấy. Kết quả như vậy. Tiếp tục ta lấy cái số 11. Số 36 nhân 11. 36 nhân 11. 36 đây các bạn. Dấu nhân đây. Nhân 11. Thì theo cái các bạn kết quả bằng gì? Thì dừng nguyên hai chữ số 3 và 6. 3 để nguyên. 6 để nguyên. Con số ở dưới chính là tổng hai số này, chính là số gì? À, số 9 các bạn nhé. Và số 9 vào đây. Vậy kết quả đây là 396 các bạn nhé. Đây cái rất tuyệt vời. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.